xin chào cảm for ơn bạn đã today. tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Xin chào mừng Sam Altman đến với sân khấu. khi chúng ta bắt đầu chào mừng bạn đến với sự kiện Open AI. chúng tôi rất vui khi bạn có mặt ở đây và nguồn năng lượng này thật tuyệt vời. chào mừng bạn đến với San Francisco. And San Francisco đã là ngôi nhà của chúng tôi kể từ ngày đầu tiên. phố này rất quan trọng đối với chúng tôi và ngành công nghệ nói chung. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển ở đây. Và chúng tôi có một số điều tuyệt vời để thông báo ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, tôi muốn dành một phút để nói về một số điều chúng ta đã làm trong năm qua. Khoảng một năm trước, vào ngày 30 tháng 11, chúng tôi đã gửi chất GPT dưới dạng bản xem trước nghiên cứu đơn giản. Và bây giờ, tôi khá ổn. Vào tháng 3, chúng tôi tiếp tục điều đó bằng việc ra mắt ChatGPT. GPT. Đây vẫn là mô hình có năng lực nhất trên thế giới. Và trong vài tháng qua, chúng tôi đã triển khai khả năng thoại và thị giác để ChatGPT GPT giờ đây có thể nhìn, nghe và nói. Và và hơn thế nữa, có rất nhiều việc bạn không phải làm vào thời điểm Và nào. gần đây hơn, chúng tôi đã ra mắt đàn E3, mô hình hình ảnh tiên tiến nhất thế giới. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó bên trong chat GPT. Đối với khách hàng doanh nghiệp của mình, chúng tôi đã ra mắt chat GPT Enterprise, cung cấp tính năng bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp, GPT tốc độ cao hơn để truy cập, cửa sổ ngữ cảnh dài hơn và hơn thế nữa. Ngày nay, chúng tôi có khoảng 2 triệu nhà phát triển đang xây dựng API của mình cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, thực hiện những điều tuyệt vời. Hơn 92% các công ty trong Fortune 500 đang xây dựng sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi hiện có khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tuần trên chat GPT. Điều đáng kinh ngạc là chúng tôi đạt được điều đó hoàn toàn nhờ truyền miệng. Mọi người chỉ thấy nó hữu ích và nói với bạn bè của họ. OpenAI là nền tảng AI tiên tiến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng những con số không bao giờ nói lên toàn bộ bức tranh về những điều như thế này. Điều thực sự quan trọng là cách mọi người sử dụng sản phẩm, cách mọi người sử dụng AI. Và tôi muốn cho bạn xem một đoạn video ngắn. Tôi thực sự muốn viết một cái gì đó cho chúa của tôi, một cách không lãng mạn, tôi muốn nói với bố mẹ rằng tôi yêu họ, và tôi cũng muốn nói với họ rằng họ có thể dựa dẫm vào tôi, nhưng theo cách vẫn có sự tôn trọng, giống như một đứa trẻ đối với mối quan hệ cha mẹ, rằng bạn nên tuân thủ văn hóa Philippines và đánh dấu vào tất cả ngữ pháp khi nó được dịch sang tất cả những thứ đó. Anh yêu em rất sâu sắc và anh sẽ ở bên em cho dù con đường dẫn đến đâu. Xem một số khả năng một số điều tôi không chắc chắn một số điều tôi cảm thấy nên yêu cầu thẩm phán thực hiện chủ đề này tôi sẽ cho nó thêm tự tin điều đầu tiên khiến tôi suy nghĩ là nó ngang bằng với tôi đó là điều mà rất nhiều người gặp khó khăn để làm được nó mở mang đầu óc tôi về những gì mọi người sáng tạo có thể làm nếu họ có một người giúp đỡ họ. Người lắng nghe điều này và giúp đại diện cho tên báo hiệu của và một công trình xây dựng mới với giúp GPT. GPT, anh ấy đã xây dựng cùng với bắt đầu sử dụng nó cho các hoạt động hàng ngày như này. Đây là hình ảnh tủ lạnh của tôi. Bạn có thể cho tôi biết tôi đang thiếu gì không vì tôi đang đi mua hàng tạp hóa và tôi thực sự cần thực hiện các công thức nấu ăn theo chế độ ăn thuần chay của mình. Ngay khi chúng tôi có quyền truy cập vào trình thông dịch mã, tôi đã nghĩ, chà, thứ này thật tuyệt vời, bảng tính, hãy kiểm tra mọi thứ, và điều này đã đưa tin về ChatGPT khoảng 3 tháng trước vào ngày sinh nhật thứ 100 của nó. Khá thân thiện, rất kiên nhẫn, rất hiểu biết tôi yêu những gì ChatGPT không có trước khi có con, tại sao tôi cũng bắt đầu sử dụng ChatGPT. Tôi nhận ra rằng tôi có thể hỏi chắc câu hỏi đó và nó không chỉ cho tôi câu trả lời mà còn cho tôi Nó không làm tôi nản lòng nhiều. Nó đã mang lại cho tôi sự sống trở lại. Nó cho tôi thời gian dành cho gia đình và thời gian dành cho bị tổn thương dây thần kinh mãn tính ở toàn bộ nửa bên trái của cơ thể. Tổn thương thần kinh, giống như sau khi phẫu thuật não, nên tôi hạn chế sử dụng tay trái. Giờ đây, bạn chỉ cần tích hợp tính năng nhập bằng tiếng nói và tính năng mới nhất để bạn có thể đối thoại qua lại đó là giao diện tối đa tốt nhất đối với tôi nó ở đây và chúng tôi thích nghe những câu chuyện về cách mọi người sử dụng công nghệ đó thực sự là lý do tại sao chúng tôi làm vào những thứ tương tự được rồi bây giờ hãy chuyển sang nội dung mới và chúng tôi đã có rất nhiều thứ Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến một loạt cải tiến mà chúng ta đã thực hiện, sau đó chúng ta sẽ nói đến nơi chúng ta sẽ hướng tới. Trong năm qua, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận với các nhà phát triển trên khắp thế giới. Chúng tôi đã nghe rất nhiều phản hồi của bạn. Đó thực sự là thông tin hữu ích mà chúng tôi phải cho bạn xem hôm nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu xe mới, GPT-4 Turbo. GPT-4 Turbo đó sẽ giải quyết được nhiều điều mà các bạn đã yêu cầu. Và chúng ta hãy đi qua những gì mới. Chúng ta có 6 điều chính để nói về phần này. Số 1, bối cảnh. Rất nhiều người có nhiệm vụ đòi hỏi độ dài ngữ cảnh dài hơn nhiều. GPT-3 hỗ trợ lên tới 8K và trong một số trường hợp có độ dài ngữ cảnh lên tới 32K. Nhưng chúng tôi biết điều đó là chưa đủ đối với nhiều bạn và những gì bạn muốn làm. GPT-4 Turbo hỗ trợ tới 128.000 token ngữ cảnh. Đó là 300 trang của một cuốn sách tiêu chuẩn, dài hơn 16 lần so với bối cảnh 8K của chúng tôi. Và ngoài độ dài ngữ cảnh dài hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng mô hình này chính xác hơn nhiều trong ngữ cảnh dài, số 2, kiểm soát nhiều hơn. Chúng tôi đã nghe rõ ràng rằng các nhà phát triển cần kiểm soát nhiều hơn đối với phản hồi và kết quả đầu ra của mô hình và chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó theo một số cách chúng tôi có một tính năng mới gọi là tải json đảm bảo rằng mô hình sẽ phản hồi với json hợp đệ đây là một yêu cầu lớn của nhà phát triển nó sẽ làm cho việc gọi api dễ dàng hơn nhiều mô hình này cũng tốt hơn nhiều trong việc gọi hàm bây giờ bạn có thể gọi nhiều chức năng cùng một lúc và nói chung nó sẽ hoạt động tốt hơn khi làm theo hướng dẫn Chúng tôi cũng đang giới thiệu một tính năng mới gọi là đầu ra có thể tái tạo. Bạn có thể truyền tham số hạt giống và nó sẽ làm cho mô hình trả về kết quả đầu ra nhất quán. Tất nhiên, điều này mang lại cho bạn mức độ kiểm soát cao hơn đối với hành vi của mô hình. Tính năng này sẽ ra mắt ở phiên bản beta ngay hôm nay và trong những tuần tới, chúng tôi sẽ triển khai một tính năng cho phép bạn xem sát xuất ghi nhật ký trong API. Thứ ba, kiến thức thế giới tốt hơn. Bạn muốn những mô hình này có thể tiếp cận những kiến thức tốt hơn về thế giới, chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi đang triển khai truy xuất trong nền tảng. Bạn có thể mang kiến thức từ các tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài vào bất cứ thứ gì bạn đang xây dựng. Chúng tôi cũng đang cập nhật giới hạn kiến thức. Chúng tôi cũng khó chịu như tất cả các bạn, có lẽ còn hơn thế, rằng GPT-3 chỉ có kiến thức về thế giới cho đến năm 2021, vào năm 2023, chúng tôi sẽ cố gắng không bao giờ để nó lỗi thời nữa. GPT-4 Turbo có kiến thức về thế giới tính đến tháng 4 năm 2023 và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện theo thời gian. Số 4. Phương thức mới. Không có gì đáng ngạc nhiên, Dan E3, GPT-4 Turbo có tầm nhìn và mô hình chuyển văn bản thành tiếng nói mới đều sẽ được đưa vào API ngày hôm nay. Chúng tôi có một số khách hàng mới bắt đầu sử dụng đan E3 để tạo hình ảnh và thiết kế theo chương trình. Hôm nay, Code đang triển khai một chiến dịch cho phép khách hàng của mình tạo thiệp ngày lễ bằng đan E3. Và tất nhiên, hệ thống an toàn của chúng tôi giúp các nhà phát triển bảo vệ ứng dụng của họ khỏi bị lạm dụng, những công cụ đó có sẵn trong API. GPT-4 Turbo hiện có thể chấp nhận hình ảnh lần đầu và thông qua API và có thể tạo chú thích, phân loại và phân tích. Ví dụ, BMI sử dụng công nghệ này để giúp những người mù hoặc có thị lực kém thực hiện các công việc hàng ngày, như xác định sản phẩm trước mặt họ. Và với mô hình chuyển văn bản thành tiếng nói mới của chúng tôi, bạn sẽ có thể tạo âm thanh cực kỳ tự nhiên từ văn bản trong API, với 6 tiếng nói cài sẵn để lựa chọn, chơi một ví dụ. Bạn có biết rằng Alexander Graham Bell, nhà phát minh lỗi lạc, bị mê hoặc bởi thế giới âm thanh? Trí óc tài tình của ông đã dẫn đến việc tạo ra máy điện thoại có thể nói các âm thanh lên sáp, khiến tiếng nói thì thầm xuyên thời gian. Điều này tự nhiên hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác mà chúng tôi đã nghe thấy ở đó. Tiếng nói có thể giúp ứng dụng tương tác tự nhiên hơn và dễ truy cập hơn. Nó cũng mở ra nhiều trường hợp sử dụng như học ngôn ngữ và trợ lý tiếng nói. Nói về các phương thức mới, hôm nay chúng tôi cũng sẽ phát hành phiên bản tiếp theo của mô hình nhận dạng tiếng nói nguồn mở, Whisper phiên bản V3 và nó sẽ sớm có mặt trên API. Nó có tính năng cải thiện hiệu suất trên nhiều ngôn ngữ và chúng tôi nghĩ bạn sẽ thực sự thích nó. Được rồi, số 5, tùy chỉnh. Tính năng tinh chỉnh đã hoạt động rất hiệu quả đối với GPT 3.5 kể từ khi chúng tôi ra mắt cách đây vài tháng. Hôm nay, chúng tôi sẽ mở rộng phiên bản đó sang phiên bản 16K của mô hình. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi mời những người dùng tích cực tinh chỉnh đăng ký chương trình truy cập thử nghiệm tinh chỉnh GPT 4. API tinh chỉnh rất phù hợp để điều chỉnh các mô hình của chúng tôi nhằm đạt được hiệu suất tốt hơn trong nhiều ứng dụng khác nhau với lượng dữ liệu tương đối nhỏ. Nhưng bạn có thể muốn mô hình học một miền kiến thức hoàn toàn mới hoặc sử dụng nhiều dữ liệu độc quyền. Vì vậy hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt một chương trình mới có tên là mô hình tùy chỉnh. Với các mô hình tùy chỉnh, các nhà nghiên cứu của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với một công ty để giúp họ tạo ra một mô hình tùy chỉnh tuyệt vời, đặc biệt là cho họ và trường hợp sử dụng của họ bằng cách sử dụng các công cụ của chúng tôi điều này bao gồm sửa đổi từng bước của quy trình đào tạo mô hình thực hiện đào tạo trước bổ sung cho từng mình cụ thể quy trình đào tạo sau tùy chỉnh được điều chỉnh cho một mình cụ thể và bất kỳ điều gì khác chúng tôi sẽ không thể làm điều này với nhiều công ty mới bắt đầu nó sẽ tốn rất nhiều công sức và vì lợi ích của sự mong đợi ít nhất là ban đầu nó sẽ không như nếu bạn hào hứng đẩy mọi thứ đi xa nhất có thể vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó khá tuyệt vời được rồi, và điều thứ sáu, giới hạn tỷ lệ cao hơn. Chúng tôi đang tăng gấp đôi tốc cần mỗi phút cho tất cả khách hàng GPT-4 đã thiết lập của chúng tôi để dễ dàng thực hiện nhiều việc hơn. Và bạn sẽ có thể yêu cầu thay đổi đối với các giới hạn tốc độ và hạn ngạch tiếp theo trực tiếp trong hàng số API của mình. Ngoài các giới hạn tỷ lệ này, điều quan trọng là phải làm mọi thứ có thể để xây dựng thành công trên nền tảng của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đang giới thiệu lá chắn bản quyền. Lá chắn bản quyền có nghĩa là chúng tôi sẽ can thiệp và bảo vệ khách hàng của mình cũng như thanh toán các chi phí phát sinh nếu bạn phải đối mặt với các khiếu nại pháp lý về vi phạm bản quyền. Và điều này ứng dụng cho cả chat GPT Enterprise và API. Và hãy để tôi nói rõ, đây là thời điểm thích hợp để nhắc nhở mọi người rằng chúng tôi chưa đào tạo về dữ liệu từ API hoặc chat GPT Enterprise. Thực ra còn có một yêu cầu nữa dành cho nhà phát triển thậm chí còn lớn hơn tất cả những yêu cầu này. Và tôi muốn nói về điều đó bây giờ. Và đó là giá cả. GPT-4 ừ, Turbo là nó mang lại nhiều cải tiến mà chúng tôi vừa đề cập và đây là mô hình thông minh hơn GPT-3. Chúng tôi đã nghe từ các nhà phát triển rằng có rất nhiều thứ họ muốn xây dựng, nhưng GPT-3 lại có chi phí quá cao. Họ nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi có thể giảm chi phí xuống 25% thì đó sẽ là một bước nhảy vọt lớn. Tôi vô cùng vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho vấn đề này và GPT-4 Turbo, một mẫu tốt hơn, rẻ hơn đáng kể so với GPT-3. Các hệ số 30 đối với token nhắc nhở và 20 đối với tốc token hoàn thành, bắt đầu từ hôm nay, và mức giá mới là 1 xu trên 1.000 token nhắc nhở và 3 xu trên 1.000 token hoàn thành cho hầu hết khách hàng.

Và chúng tôi quyết định ưu tiên giá trước vì chúng tôi phải chọn một trong hai, nhưng tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung vào tốc độ. Chúng tôi biết rằng tốc độ cũng quan trọng. Bạn sẽ sớm nhận thấy GPT-4 Turbo, turbo trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đang giảm giá thành của GPT-3.5 Turbo 16K. Ngoài ra, tốc cần đầu vào ít hơn 3 lần và tốc cần đầu ra ít hơn 2 lần. Điều đó có nghĩa là GPT-3.5 16K hiện rẻ hơn GPT-3.5 trước đây cho chat GPT. Chạy bản GPT 3.5 Turbo 16K tinh chỉnh cũng rẻ hơn GPT 3.5 tinh chỉnh cũ cho bản chất GPT. Được rồi, vậy là chúng ta vừa đề cập rất nhiều về chính mô hình đó. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi này sẽ giải quyết được phản hồi của bạn. Chúng tôi thực sự vui mừng được mang tất cả những cải tiến này đến với cộng đồng. Trong và những thứ tương tự, chúng tôi thật may mắn khi có được một đối tác góp phần biến điều đó thành hiện thực. Và tôi muốn mời một vị khách đặc biệt, Satya Nadella, giám đốc điều hành của Microsoft. cảm ơn rất nhiều thật tuyệt vời khi được ở đây và xin chúc mừng sam tôi thực sự mong chờ tu bo và mọi thứ khác sắp diễn ra thật là một buổi ăn mừng tuyệt vời với các bạn và hai câu hỏi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của các bạn đâu hiện tại microsoft đang nghĩ thế nào về mối quan hệ hợp tác này đầu tiên vì chúng tôi yêu các bạn Hãy nhìn xem, điều đó thật tuyệt vời đối với chúng tôi. Trên thực tế, tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghĩ các bạn đã liên hệ và nói, này, bạn có một số tín dụng Azure không? Chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Cảm ơn vì điều đó, thật tuyệt vời. Các bạn đã xây dựng được điều gì đó kỳ diệu. Thành thật mà nói, có hai điều đối với chúng ta khi nói đến quan hệ. Khi tôi đang lắng nghe ở hội trường các bạn mô tả những gì sắp xảy ra, nó thật khác biệt và mới mẻ. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng này được ba thập kỷ. Chưa ai từng thấy quy mô và mô hình khối lượng công việc của những công việc đào tạo này lớn và dữ liệu song song và điều đầu tiên chúng tôi đang làm là hợp tác với bạn để xây dựng hệ thống từ suy nghĩ từ nguồn điện đến DC đến giá đỡ bộ tăng tốc cho đến mạng. Thực sự hình dạng của Azure đã thay đổi mạnh mẽ và đang thay đổi nhanh chóng để hỗ trợ các mô hình mà bạn đang xây dựng. Và công việc số một là xây dựng hệ thống tốt nhất để bạn có thể xây dựng các mô hình tốt nhất và sau đó cung cấp tất cả các mô hình đó cho nhà phát triển. Điều khác là chính chúng tôi, những nhà phát triển của chúng tôi, đang xây dựng sản phẩm. Trên thực tế, niềm tin của tôi về toàn bộ thế hệ mô hình nền tảng này đã thay đổi hoàn toàn khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, phi công phụ, đứng dậy trên GPT-3 và chúng tôi muốn xây dựng copilot của mình xây dựng copilot tất cả đều với tư cách là nhà phát triển dựa trên api open ai và vì vậy chúng tôi rất cam kết với điều đó điều đó có ý nghĩa gì với các nhà phát triển hãy nhìn xem tôi luôn nghĩ microsoft là một công ty nền tảng một công ty phát triển và một công ty đối tác và chúng tôi muốn cung cấp tốt cách thức khởi động copilot dưới dạng phiên bản doanh nghiệp dành cho tất cả những người tham dự ở đây để họ có thể dùng thử chúng tôi rất vui mừng về điều đó Và bạn có thể tin tưởng vào việc chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng tốt nhất trong Azure với các API được hỗ trợ và mang nó đến với tất cả các bạn, thậm chí cả những thứ như Azure Marketplace dành cho các nhà phát triển đang xây dựng sản phẩm tại đây để nhanh chóng tiếp cận thị trường. Và đó thực sự là mục đích của chúng tôi, trở thành một đối tác tuyệt vời. Và bạn nghĩ thế nào về tương lai của mối quan hệ đối tác hay tương lai của AI hay <laughs> bất cứ thứ gì tai nghe của bạn thích? một vài điều đối với tôi mà tôi nghĩ sẽ rất quan trọng đối với chúng ta phải không một điều vừa được mô tả các hệ thống cần thiết như thế nào khi bạn tích cực thúc đẩy lộ trình của mình và yêu cầu chúng tôi phải dẫn đầu trong trò chơi của mình Đối với tôi, chúng tôi dự định cam kết sâu sắc để đảm bảo rằng tất cả các bạn với tư cách là nhà phát triển các mô hình nền tảng này không chỉ các hệ thống tốt nhất cung cấp cho đào tạo và suy luận như tính toán tốt nhất để bạn có thể tiếp tục trong tương lai vì tôi nghĩ đó là cách chúng ta sẽ đạt được tiến bộ. Điều thứ hai tôi nghĩ cả hai chúng ta đều quan tâm, trên thực tế, khá thẳng thắn, điều khiến cả hai bên vui mừng đến với nhau là sứ mệnh của bạn và sứ mệnh của chúng tôi sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mọi người trong mọi tổ chức trên hành tinh để đạt được nhiều thành tựu hơn và đối với tôi cuối cùng ai sẽ chỉ với khi được nhìn thấy những tiếng nói đó nghe thấy những tiếng nói đó mô tả những gì họ có thể đạt được và cuối cùng vấn đề là có thể phổ biến rộng rãi những lợi ích của ai cho mọi người tôi nghĩ đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi và điều cuối cùng tất nhiên là chúng tôi rất tin tưởng vào thực tế rằng an toàn là vấn đề quan trọng và an toàn không phải là điều mà các bạn quan tâm sau này nhưng đó là điều chúng tôi cần phải tiếp tục và chúng tôi rất tập trung vào vấn đề đó cùng với tất cả các bạn cha tôi nghĩ chúng ta có mối quan hệ hợp tác tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ và tôi rất vui khi chúng ta cùng nhau xây dựng một gilor bây giờ tôi thực sự vui mừng khi có bạn cảm ơn bạn rất nhiều Sam được rồi vậy là chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều bản cập nhật tuyệt vời dành cho nhà phát triển và chúng tôi còn nhiều cập nhật khác sắp ra mắt nhưng mặc dù đây là hội nghị dành cho nhà phát triển nhưng chúng tôi không thể cưỡng lại việc thực hiện một số cải tiến cho ChatGPT. Và một chút oan, chắc GPT hiện sử dụng GPT-4 Turbo với tất cả các cải tiến mới nhất, bao gồm cả phần giới hạn kiến thức mới nhất, sẽ tiếp tục cập nhật, tính năng này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Giờ đây, nó có thể duyệt web khi cần, viết mã, phân tích dữ liệu, tạo hình ảnh, vân vân. Và chúng tôi đã nhận được phản hồi của bạn rằng công cụ chọn mô hình cực kỳ khó chịu. Điều đó đã biến mất, bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ không phải nhấp vào menu thả xuống, và những thứ tương tự sẽ chỉ hoạt động cùng nhau. ChatGPT hoặc ChatGPT sẽ biết nên sử dụng cái gì và khi nào bạn cần. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Yêu cầu của chúng tôi và giá cả cũng không phải là yêu cầu chính của nhà phát triển. Có một yêu cầu thậm chí còn lớn hơn thế và tôi muốn nói về nơi chúng tôi đang hướng tới và điều chính chúng tôi đang hướng tới ở đây để nói về ngày hôm nay. Và chúng tôi tin rằng nếu bạn cung cấp cho mọi người những công cụ tốt hơn, họ sẽ làm được những điều chúng tôi biết rằng mọi người muốn ai thông minh hơn, cá nhân hơn, có thể tùy chỉnh nhiều hơn và có thể làm được nhiều việc hơn thay mặt bạn. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ cần hỏi máy tính những gì bạn cần và nó sẽ thực hiện tất cả những nhiệm vụ này cho bạn. Các khả năng thường được nói đến trong lĩnh vực AI với tư cách là các đặc vụ ưu điểm của việc này sẽ là rất lớn nó mở ra cánh cửa và chúng tôi thực sự tin rằng việc triển khai lặp lại dần dần là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề an toàn những thách thức về an toàn với ai chúng tôi cho rằng điều đặc biệt quan trọng là phải cẩn trọng hướng tới tương lai của các đại lý điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều công việc kỹ thuật và rất nhiều sự quan tâm chú đáo của xã hội và hôm nay chúng tôi đang thực hiện bước nhỏ đầu tiên để đưa chúng tôi hướng tới tương lai này Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu GPT. GPT là phiên bản chat GPT được tùy chỉnh cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể xây dựng GPT, phiên bản tùy chỉnh của chat GPT cho hầu hết mọi thứ, kèm theo hướng dẫn, kiến thức và hành động mở rộng. Và sau đó bạn có thể xuất bản nó cho người khác sử dụng. Và bởi vì chúng kết hợp các hướng dẫn, kiến thức mở rộng và hành động nên chúng có thể hữu ích hơn cho bạn chúng có thể hoạt động tốt hơn trong nhiều bối cảnh và có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn chúng giúp bạn hoàn thành mọi loại nhiệm vụ dễ dàng hơn hoặc đơn giản là có nhiều niềm vui hơn và bạn sẽ có thể sử dụng chúng ngay trong chat gpt bạn có thể lập trình gpt bằng ngôn ngữ một cách hiệu quả chỉ bằng cách thảo luận với nó thật dễ dàng để tùy chỉnh các hành vi phù hợp với những gì bạn muốn điều này làm cho việc xây dựng chúng trở nên dễ tiếp cận và mang lại quyền tự quyết cho mọi người và chúng tôi sẽ cho bạn biết gpt là gì cách sử dụng chúng, cách xây dựng chúng, và sau đó chúng ta sẽ nói đến cách chúng sẽ hoạt động được phân phối và phát hiện. Sau đó, đối với các nhà phát triển, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng những trải nghiệm giống như nhân viên hỗ trợ này và ứng dụng các đối tác của chúng tôi tại Code.org đang nỗ lực mở rộng khoa học máy tính trong trường học. Họ có một chương trình giảng dạy được hàng chục triệu sinh viên trên toàn thế giới sử dụng. Quốc chấm org đã xây dựng giáo án và GPT để giúp giáo viên mang lại trải nghiệm hấp dẫn hơn cho học sinh nếu giáo viên yêu cầu họ giải thích vòng lặp for theo cách sáng tạo thì họ sẽ làm được điều đó. Trong trường hợp này, nó sẽ thực hiện điều đó theo cách một nhân vật trò chơi điện tử liên tục nhặt được token, cực kỳ dễ hiểu đối với một học sinh lớp 8. Như bạn có thể thấy, GPT này tập hợp chương trình giảng dạy và chuyên môn sâu rộng của chấm org đồng thời cho phép giáo viên điều chỉnh nó theo nhu cầu của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tiếp theo, Canada đã xây dựng GPT cho phép bạn bắt đầu thiết kế bằng cách mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nếu bạn nói, hãy tạo một tấm áp phích cho buổi tiếp đón buổi gặp mặt DEVOPS vào tối nay. Và bạn cung cấp cho nó một số chi tiết, nó sẽ tạo ra một vài tùy chọn bắt đầu bằng API. Bây giờ, khái niệm này có thể quen thuộc với một số bạn. Chúng tôi đã phát triển các plugin của mình thành hành động tùy chỉnh cho GPT. Bạn có thể tiếp tục thảo luận với điều này để xem các lần lập khác nhau. Và khi bạn thấy cái bạn thích, bạn có thể nhấp qua cân vạ để có trải nghiệm thiết kế đầy đủ. Và bây giờ, chúng tôi muốn cho bạn xem GPT trực tiếp. Zapier đã xây dựng GPT cho phép bạn thực hiện các hành động trên 6.000 ứng dụng để mở khóa tất cả các loại khả năng tích hợp. Tôi muốn giới thiệu Jessica, một trong những kiến trúc sư giải pháp của chúng tôi, người sẽ thực hiện bản demo này. Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Tên tôi là Jessica C. Tôi làm việc với các đối tác và khách hàng để giúp sản phẩm của họ trở nên sống động vào hôm nay tôi rất nóng lòng muốn cho các bạn thấy chúng tôi đã làm việc. Để bắt đầu thế nào? Nơi GPT của bạn sẽ tồn tại là ở góc trên bên trái này. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nhấp vào các hành động của Zapier. Và ở phía bên phải, bạn có thể thấy đó là lịch của tôi cho ngày hôm nay, vì vậy một ngày trôi qua. Mọi người đều đã sử dụng tính năng này trước đây nên thực tế nó đã được kết nối với lịch của tôi. Để bắt đầu, tôi có thể hỏi, lịch trình của tôi hôm nay là gì? Chúng tôi đã xây dựng GPT với mục tiêu bảo mật nên trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc chia sẻ dữ liệu, nó sẽ xin phép bạn. Và ngay tại đây, tôi sẽ nói to, có, và gpt được thiết kế để thực hiện các hướng dẫn thực hiện quyết định về khả năng gọi để thực hiện hành động đó và sau đó thực hiện hành động đó cho bạn bạn có thể thấy ngay tại đây nó đã được kết nối với lịch của tôi lấy ngày và thông tin của tôi sau đó tôi cũng đã nhắc nó xác định xung đột trên lịch của tôi và bạn có thể thấy ngay tại đây nó thực sự có thể xác định được điều đó So, it looks like I have something coming up. có vẻ như tôi có việc gì đó so, sắp xảy ra vậy nếu tôi, tôi muốn her. cho sam biết rằng tôi phải về sớm thì <laughs> sao và ngay tại đây tôi nói hãy cho sam biết tôi phải đi thảo luận với gpt so, that, và sau đó tôi sẽ chuyển sang cuộc thảo luận của tôi với sam, say, yes, that. sam? That? I và sau đó tôi sẽ nói Vâng, vui lòng chạy cái đó. Sam, bạn đã hiểu chưa cái đó? Tôi đã vời. Đây là tóm tắt về những gì có thể và tôi rất nóng lòng được xem tất cả các bạn đã xây dựng được những gì. Cảm ơn và quay lại với bạn. Sam, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Jessica. Đó là ba ví dụ tuyệt vời. Thank you, Jessica. So, those are three great examples. In addition to these, Ngoài những loại này, còn có nhiều loại GPT khác mà mọi người đang tạo và nhiều loại GPT khác sẽ sớm được tạo. Chúng tôi nhận thấy nhiều người muốn xây dựng GPT không biết cách viết mã. Chúng tôi đã thiết kế để bạn có thể lập trình GPT chỉ bằng cách thảo luận. Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ tự nhiên sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách mọi người sử dụng máy tính trong tương lai và chúng tôi cho rằng đây là một ví dụ thú vị ban đầu. Vì vậy tôi muốn chỉ cho bạn cách xây dựng một cái vì vậy tôi sẽ tạo gpt giúp đưa ra lời khuyên cho người sáng lập và nhà phát triển khi bắt đầu dự án mới tôi sẽ bắt đầu tạo gpt ở đây và điều này đưa tôi vào trình tạo gpt tôi đã làm việc với những người sáng lập trong nhiều năm tại ic tuy nhiên bất cứ khi nào tôi gặp các nhà phát triển câu hỏi tôi nhận được luôn là về cách tôi nghĩ về một ý tưởng kinh doanh bạn có thể cho tôi một lời khuyên tôi sẽ xem liệu tôi có thể xây dựng gpt để trợ giúp việc đó hay không và để bắt đầu nhà phát triển gpt hỏi tôi muốn làm gì và tôi sẽ nói rằng tôi muốn giúp những người sáng lập công ty khởi nghiệp suy nghĩ về các ý tưởng kinh doanh của họ và nhận được lời khuyên sau khi người sáng lập đã nhận được một số lời khuyên hãy hỏi họ lý do tại sao họ không phát triển nhanh hơn vì vậy để bắt đầu tôi nói với gpt một chút về những gì tôi muốn ở đây và nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều đó và nó sẽ viết một số hướng dẫn chi tiết cho gpt nó cũng sẽ đến xem hỏi tôi về một cái tên Tôi cảm thấy thế nào về Setup Mentor? Tốt rồi, tốt đấy. Và nếu tôi không thích cái tên đó, tất nhiên tôi có thể gọi nó là cái gì khác, nhưng nó sẽ cố gắng thảo luận với tôi và bắt đầu từ đó. Và bạn có thể thấy ở đây bên phải trong chế độ xem trước, nó đã bắt đầu điền GPT và nơi nó nói những gì nó làm. Có một số ý tưởng tương tự, có những câu hỏi bổ sung mà tôi có thể hỏi và bạn biết không thực ra thì nó chỉ tạo ra một ứng cử viên tất nhiên tôi có thể tái tạo thay đổi nó nhưng tôi đại loại là như vậy vì vậy tôi sẽ nói điều đó thật tuyệt vời và bây giờ bạn thấy rằng gpt đã được xây dựng nhiều hơn một chút khi chúng tôi tiếp tục bây giờ điều tôi muốn nó làm và cách nó có thể tương tác với người dùng tôi có thể nói về phong cách ở đây nhưng điều tôi sắp nói là tôi sẽ tải lên bản ghi của một số bài giảng về công ty khởi nghiệp mà tôi đã đưa ra Hãy đưa ra lời khuyên dựa trên những điều đó vì vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều đó và tôi muốn hiển thị táp cấu hình và bạn có thể thấy một số thứ đã được xây dựng ở đây khi chúng tôi thực hiện bởi chính nhà phát triển và bạn có thể thấy ở đây có những khả năng mà tôi có thể kích hoạt tôi có thể thêm hành động tùy chỉnh tất cả đều ổn để rời đi tôi sẽ tải lên một tập tin đây là bài giảng mà tôi đã đưa ra với một số lời khuyên khởi nghiệp và tôi sẽ bổ sung điều đó vào đây xét về những câu hỏi này đây là một câu hỏi hay những điều còn lại đều hợp lý và có rất nhiều điều mà người sáng lập thường hỏi tôi sẽ thêm một điều nữa và hướng dẫn ở đây đó là phản hồi ngắn gọn và phản hồi mang tính xây dựng vậy nên một lần nữa nếu tôi có nhiều thời gian hơn tôi sẽ cho bạn xem nhiều thứ khác đây giống như một khởi đầu tốt và bây giờ chúng ta có thể thử nó trên tab xem trước này và tôi sẽ nói và đó là một câu hỏi phổ biến ba điều cần tìm khi tuyển dụng nhân viên sớm giai đoạn khởi động Bây giờ, nó sẽ xem xét tài liệu mà tôi đã tải lên. Tất nhiên, nó cũng có tất cả kiến thức nền tảng về GPT-3. Điều đó khá tốt. Đó là ba điều mà tôi chắc chắn đã nói nhiều lần. Và bây giờ chúng ta có thể tiếp tục, và nó sẽ bắt đầu làm theo những hướng dẫn khác và tra hỏi tôi tại sao tôi không phát triển nhanh hơn, nhưng để có thời gian, tôi sẽ bỏ qua phần đó. Tôi sẽ chỉ xuất bản bài viết này cho riêng tôi bây giờ, tôi có thể xử lý thể nó, nó sau, tôi có thể thêm nhiều nội dung hơn. Là tôi có thể thêm một vài hành động mà tôi nghĩ sẽ hữu ích và sau đó tôi có thể chia sẻ nó một cách công khai. Vậy thì việc tạo GPT trông giống như vậy. Bởi nhân tiện, tôi luôn muốn làm điều đó sau tất cả giờ làm việc của Icon e bị Tôi luôn nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ có thể tạo ra một con bot làm được việc này và điều đó sẽ thật tuyệt vời và với gpt chúng tôi cho phép mọi người dễ dàng chia sẻ và khám phá tất cả những cách thú vị mà họ sử dụng chất gpt với thế giới bạn có thể tạo gpt riêng tư như tôi vừa làm hoặc bạn có thể chia sẻ công khai các sáng tạo của mình bằng một liên kết để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hoặc nếu bạn đang sử dụng chất gpt dành cho doanh nghiệp bạn có thể tạo gpt dành riêng cho công ty của mình và cuối tháng này chúng tôi sẽ ra mắt cửa hàng gpt bạn có thể liệt kê gpt cảm ơn tôi đánh giá cao bạn có thể liệt kê gpt ở đó và sẽ có thể giới thiệu những gpt tốt nhất và phổ biến nhất tất nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo gpt trong cửa hàng tuân thủ chính sách của chúng tôi trước khi có thể truy cập được chia sẻ doanh thu rất quan trọng đối với chúng tôi chúng tôi sẽ trả cho những nhà phát triển gpt hữu ích nhất và được sử dụng nhiều nhất một phần doanh thu của chúng tôi Chúng tôi rất vui mừng được thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động với cửa hàng GPT. Chỉ từ những gì chúng tôi đã tự xây dựng vào cuối tuần và qua, chúng tôi nóng lòng chúng muốn xem những gì xe bạn xây dựng là rất nhiều điều tuyệt vời. Chúng nhưng đây là hội nghị dành cho nhà phát triển và điều thú vị nhất ở đây là chúng tôi đang đưa khái niệm tương tự vào API mà nhiều người trong số các bạn đã xây dựng trải nghiệm giống như tất nhiên trên API. For example, Ví dụ, <laughs> Sidekick của Shopify cho phép bạn thực hiện <laughs> hành động trên nền tảng Discord Client. Hãy để người kiểm duyệt Discord tạo các lệnh tùy chỉnh cho và Snap Mi một chatbot tùy chỉnh có thể được thêm vào cuộc thảo luận nhóm và đưa ra đề xuất. Những trải nghiệm này rất hay nhưng rất khó xây dựng, có khi phải mất hàng tháng trời, đội ngũ có tới hàng chục kỹ sư có rất nhiều việc phải xử lý để mang lại trải nghiệm cho trợ lý khách hàng này và hôm nay chúng tôi sẽ làm điều đó dễ dàng hơn nhiều với api trợ lý mới của mình API trợ lý bao gồm các luồng liên tục để chúng không phải tìm ra cách xử lý lịch sử hội thoại dài, truy xuất tích hợp, trình thông dịch mã, trình thông dịch Python hoạt động trong môi trường sandbox và tất nhiên, chức năng cải tiến gọi đó chúng ta đã nói về trước đó. Và chúng tôi muốn cho bạn xem bản demo về cách hoạt động của tính năng này và đây là Roman, người đứng đầu bộ phận phát triển trải nghiệm của chúng tôi. Wow, sáng nay, ôi. Thật tuyệt vời khi được gặp tất cả các bạn đã tham dự. Thật cảm hứng khi thấy rất nhiều bạn đưa AI vào ứng dụng của mình. Hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt một phương thức mới trong API, nhưng chúng tôi cũng rất vui mừng được cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển cho tất cả các bạn để xây dựng các tác nhân hỗ trợ và hãy bắt đầu ngay. Hãy tưởng tượng và xây dựng Wanderlust, một ứng dụng du lịch dành cho những người khám phá toàn cầu và đây là trang đích. Tôi thực sự đã sử dụng GPT-3 để đưa ra những ý tưởng đích đến này và đối với những người có con mắt tinh tường, những hình minh họa này được tạo theo chương trình bằng cách sử dụng đan E3 AI mới có sẵn cho tất cả các bạn ngày nay, vì vậy nó khá đáng chú ý nhưng hãy nâng cao ý tưởng này bằng cách thêm một trợ lý rất đơn giản vào nó đây là màn hình khi tôi quay lại phần thứ hai đầu tiên tôi sẽ chuyển sang trợ lý sân chơi mới tạo một trợ lý thật dễ dàng bạn chỉ cần đặt tên cho nó một số hướng dẫn ban đầu một mô hình trong trường hợp này tôi sẽ chọn gpt the vansi codex và ở đây tôi cũng sẽ tiếp tục thiết lập một số công cụ tôi sẽ bật trình thông dịch mã truy xuất và lưu lại và thế là xong trợ lý của chúng tôi đã sẵn sàng để đi. Tiếp theo, tôi có thể tích hợp với các tính năng cơ bản mới của những trợ lý này, chuỗi và tin nhắn. Chúng ta hãy xem nhanh mã. Quá trình ở đây rất đơn giản đối với mỗi người dùng mới tôi sẽ tạo một chuỗi mới và khi những người dùng này tương tác với trợ lý của họ tôi sẽ thêm tin nhắn của họ vào chuỗi rất đơn giản và sau đó tôi có thể chỉ cần chạy trợ lý bất cứ lúc nào để truyền phản hồi trở lại ứng dụng và chúng ta có thể quay lại ứng dụng vào ngay tại cuộc bỏ phiếu nếu tôi nói này chúng ta hãy đến paris được rồi nó là như vậy đấy chỉ với một vài dòng mã giờ đây người dùng có thể có một trợ lý rất chuyên biệt ngay trong ứng dụng và tôi muốn nêu bật một trong những tính năng yêu thích của tôi ở đây, gọi hàm. Nếu bạn chưa sử dụng nó, việc gọi hàm thực sự rất mạnh mẽ và như Sam đã đề cập, hôm nay chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Giờ đây, GPT đảm bảo đầu ra JSON có độ trễ mới được bổ sung và lần đầu tiên bạn vào ở đây, nếu tôi tiếp tục và nói, này, 10 việc hàng đầu cần làm là gì, nơi để có trợ lý trả lời lại điều đó. Và điều thú vị là trợ lý biết về các chức năng, bao gồm cả những chức năng để chú thích bản đồ mà bạn nhìn thấy ở bên phải. Và bây giờ tất cả các vòng quay đang giảm theo thời gian thực ở đây, tuyệt đấy. Và sự tích hợp đó cho phép giao diện ngôn ngữ tự nhiên của chúng tôi tương tác tự do với các thành phần và tính năng của ứng dụng, đồng thời nó thực sự cho thấy mức độ hài hòa mà bạn có thể xây dựng giữa AI và giao diện người dùng khi trợ lý thực sự hành động. Như tiếp theo, hãy nói về việc truy xuất. Truy xuất nhằm mục đích cung cấp cho trợ lý của chúng tôi nhiều kiến thức hơn resources. ngoài các tin nhắn trực tiếp của fact, người dùng. To, uh, to Trên thực tế, tôi đã có cảm hứng và đã đặt vé tới Paris nên tôi sẽ kéo và thả bản PDF này. trao kiểu gì tôi chỉ có thể lấy nhìn nó. Vé máy bay United rất điển hình. Và đằng sau hậu trường ở đây, điều đang diễn ra là việc truy xuất đang đọc những tập tin này. Và bùm, thông tin về bản PDF này xuất hiện trên màn hình. Và đây là một tệp PDF rất nhỏ nhưng trợ lý có thể phân tích các tài liệu dài, từ văn bản mở rộng đến các thông số quy trình phức tạp tùy thuộc vào nội dung bạn đang xây dựng. Thực ra tôi cũng đã đặt bữa tối, tôi sẽ ở trong này, tôi cũng sẽ kéo nó trở lại cuộc thảo luận. Và nhân tiện, chúng tôi đã nghe rất nhiều nhà phát triển chia sẻ rằng việc tự xây dựng bản thân khó khăn như thế nào. Bạn thường cần tính toán các phần nhúng của mình, bạn cần thiết lập một thuật toán trung kinh, bây giờ tất cả điều đó đã được xử lý. Và còn nhiều hơn thế nữa. Với mỗi lệnh gọi API, bạn thường cần gửi lại toàn bộ lịch sử hội thoại, nghĩa là thiết lập kho lưu trữ khóa giá, giá trị có nghĩa là xử lý cửa sổ ngữ cảnh, tuần tự hóa tin nhắn, vân vân. Sự phức tạp đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất với API trạng thái mới này. Chỉ vì bot đang quản lý API không có nghĩa đó là hộp đen. Trên thực tế, bạn có thể xem các bước mà công cụ đang thực hiện ngay trong trang tổng quan dành cho nhà phát triển của mình. Và ở đây, nếu tôi tiếp tục và nhấp vào các chủ đề, đây là những chủ đề chúng tôi hiện đang làm việc và bạn có thể thấy đây là tất cả các bước, bao gồm các hàm được gọi với các tham số phù hợp và tệp PDF tôi vừa đã tải lên nhưng hãy chuyển sang một khả năng mới mà nhiều người trong số các bạn đã yêu cầu từ lâu trình thông dịch mã hiện cũng có sẵn trong api điều đó mang lại cho ai khả năng viết và thực thi mã một cách nhanh chóng như thậm chí còn tạo ra tiền và hãy xem điều đó diễn ra như thế nào nếu tôi nói này sẽ như thế nào đối với những người bạn lưu trú tại nhà nghỉ bb người serbia phần chia của tôi là bao nhiêu cộng với các chuyến bay của tôi được rồi bây giờ điều đang xảy ra là trình thông dịch mã nhận thấy rằng nó nên viết một số mã để trả lời truy vấn này vì vậy bây giờ nó đang tính toán số nó cũng đang thực hiện một số phép tính tỷ tí giá hối đoái ở hậu trường để nhận được câu trả lời cho chúng tôi không phải là phép toán phức tạp nhất nhưng bạn sẽ có được bức tranh hãy tưởng tượng việc xây dựng một ứng dụng tài chính rất phức tạp có thể nói xử lý vô số con số vẽ biểu đồ vì vậy thực tế là bất kỳ nhiệm vụ nào bạn thường giải quyết bằng mã sau đó chỉnh thông dịch mã sẽ thực hiện làm việc rất tốt cho bạn Tôi nghĩ chuyến đi tới Paris của tôi đã được sắp xếp. Tóm lại, ở đây chúng ta vừa thấy cách bạn có thể nhanh chóng tạo một trợ lý quản lý trạng thái cho các cuộc thảo luận với người dùng của mình. Tận dụng các công cụ bên ngoài như kiến thức và truy xuất cũng như trình thông dịch mã và cuối cùng gọi các chức năng tùy chỉnh để thực hiện mọi việc. Nhưng còn một điều nữa tôi cũng muốn cho bạn xem, nó thực sự có thể mở ra những khả năng sử dụng chức năng gọi kết hợp với các phương thức mới mà chúng tôi sắp ra mắt hôm nay. Trong khi làm việc đó, tôi đã xây dựng một trợ lý tùy chỉnh nhỏ có thể biết mọi thứ về sự kiện này. Nhưng thay vì hôm nay cứ có giao diện chat chạy suốt ngày, tôi nghĩ, tại sao không dùng tiếng nói? Và hãy đưa điện thoại của tôi lên màn hình ở đây để bạn có thể nhìn thấy nó ở bên phải. Tuyệt vời. Ở bên phải, bạn có thể thấy một ứng dụng Swift rất đơn giản nhận đầu vào micro và ở bên trái, tôi thực sự sẽ hiển thị nhật ký thiết bị đầu cuối của mình can you, can you, can you này. Bạn có tôi thể đang xem ở trên sân khấu phát biểu quan trọng. Vậy hãy thử xem. Bạn có thể chào hỏi những người tham dự tại DevDay của chúng tôi được không? Chào các bạn, chào mừng đến với DevDay. Thật tuyệt vời khi có tất cả các bạn. Hãy biến nó thành một ngày tuyệt vời. Điều này không ấn tượng lắm. Bạn có sáu tiếng nói độc đáo và phong phú để lựa chọn trong API. Mỗi tiếng nói nói nhiều ngôn ngữ. Vì vậy, bạn thực sự có thể tìm thấy tiếng nói phù hợp hoàn hảo cho ứng dụng của mình. Và trên máy tính sách tay của tôi ở bên trái, bạn cũng có thể xem nhật ký về những gì đang diễn ra ở hậu trường. Và tôi đang sử dụng Whisper để chuyển đổi đầu vào bằng tiếng nói thành văn bản. Trợ lý với Jupiter để truyền tải và cuối cùng là điểm cuối TTS mới để khiến nó nói được. Như nhiều chức năng gọi điện, mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn khi trợ lý có thể kết nối internet và thực hiện hành động thực tế cho người dùng. Và hãy làm điều gì đó thậm chí còn thú vị hơn ở đây. Trợ lý, bạn có thể chọn ngẫu nhiên 5 người tham dự DEV dây ở đây và đưa cho họ 500 đô la tiền tín dụng mở không? Có. Đang kiểm tra danh sách những người tham dự. Xong, 5 người tham dự DEV dây hoành tráng và 500 đô la. Xin chúc mừng Christina, Jonathan C., Steven G, E, K và Savic S. Nếu bạn nhận ra chính mình, xin chúc mừng bạn. Vậy là xong, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan nhanh về API trợ lý mới kết hợp với một số công cụ và phương thức mới mà chúng tôi đã ra mắt. Tất cả bắt đầu bằng sự đơn giản của một cuộc thảo luận bằng văn bản hoặc tiếng nói phong phú dành cho bạn và người dùng. Chúng tôi thực sự nóng lòng muốn xem những gì bạn xây dựng và xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng may mắn. Thực ra, tất cả các bạn đều là thành viên của cộng đồng ai tuyệt vời này ở đây, vì vậy tôi sẽ thảo luận với trợ lý của mình lần cuối trước khi bước xuống sân khấu. Này, trợ lý, bạn có thể thực sự tặng cho tất cả khán giả ở đây 5 đô la tín dụng API không? Điều đó ngay có vẻ hay. Hãy để tôi đi qua. Chức năng đó vẫn chạy như mình hết thời gian rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có một ngày tuyệt vời. Trở lại với bạn, Sam. Khá tuyệt phải không? Để API trợ lý sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm ngay hôm nay và chúng tôi rất vui mừng được biết tất cả các bạn sẽ làm gì với nó. Bất cứ ai cũng có thể kích hoạt nó theo thời gian gpt và trợ lý là tiền thân của đại lý họ sẽ có thể làm được nhiều nhiều hơn nữa dần dần họ sẽ có thể thay mặt bạn lập kế hoạch và thực hiện những hành động phức tạp hơn như tôi đã đề cập trước đây chúng tôi thực sự tin tưởng vào tầm quan trọng của việc triển khai lặp lại dần dần chúng tôi tin rằng điều quan trọng là mọi người phải bắt đầu xây dựng và sử dụng các tác nhân này ngay bây giờ để cảm nhận thế giới sẽ ra sao khi họ trở nên có năng lực hơn và như chúng tôi vẫn thường làm chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hệ thống của mình dựa trên phản hồi của bạn và chúng tôi vô cùng vui mừng khi được chia sẻ vào những thứ tương tự với bạn ngày hôm nay Chúng tôi đã giới thiệu GPT, phiên bản tùy chỉnh của chất GPT kết hợp hướng dẫn, kiến thức mở rộng. Chúng tôi đã ra mắt API trợ lý để giúp việc xây dựng trải nghiệm được hỗ trợ bằng ứng dụng của riêng bạn trở nên. Đây là những bước đầu tiên của chúng tôi hướng tới các đại lý AI và sẽ tăng cường khả năng của họ theo thời gian. Chúng tôi đã giới thiệu mẫu GPT 4 Turbo mới mang lại chức năng gọi, kiến thức được cải thiện, mức giá thấp hơn, phương thức mới, vân vân. Và chúng tôi đang tăng cường quan hệ đối tác với Microsoft. Cuối cùng, tôi muốn dành một phút để cảm ơn nhóm đã tạo ra và những thứ tương tự open ai có mật độ nhân tài đáng chú ý tuy nhiên vẫn cần rất nhiều công sức và sự phối hợp để biến và những thứ tương tự thành hiện thực tôi thực sự tin rằng tôi có những đồng nghiệp tốt nhất trên thế giới tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được làm việc với họ chúng tôi làm và những thứ tương tự vì chúng tôi tin rằng ai sẽ là một cuộc cách mạng về công nghệ và xã hội nó sẽ thay đổi thế giới theo nhiều cách và chúng tôi rất vui khi được làm việc gì đó sẽ trao quyền cho tất cả các bạn để xây dựng rất nhiều điều cho tất cả chúng ta. Trước đó chúng ta đã nói về việc nếu bạn cung cấp cho mọi người những công cụ tốt hơn, họ có thể thay đổi thế giới. Chúng tôi tin rằng AI sẽ trao quyền cho cá nhân và quyền tự quyết ở quy mô mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây và điều đó sẽ nâng cộng đồng lên một quy mô mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Chúng ta sẽ có thể làm nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn và có nhiều hơn. Khi trí thông minh được tích hợp ở mọi nơi, tất cả chúng ta sẽ có siêu năng lực theo yêu cầu. Chúng tôi rất vui mừng được biết tất cả các bạn sẽ làm gì với công nghệ này và khám phá tương lai. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ quay lại vào năm tới. Những gì chúng tôi ra mắt hôm nay sẽ trông rất khác lạ so với những gì chúng tôi đang bận tạo cho bạn hiện nay. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phi Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.